Một cặp vợ chồng tên Đồng Ngọc Nữ, nửa phút trước còn uống rượu ăn tối tình cảm, ngay sau đó lại rút súng truy sát nhau, và cuối cùng bắt đầu cuộc chiến bằng đủ các loại tư thế. Chuyện gì đã xảy ra? Hãy đến với recap giảm. Ông bà Smith. Phim bắt đầu khi John Smith, một người giám sát xây dựng, và Jane Smith, một nhà công công nghệ, đã trong buổi tư vấn hôn nhân. Có vẻ cả hai sắp cần đến thẩm phán và đơn ly dị khi đã kết hôn được 6 năm nhưng Jane toàn quên ấn nút nồi cơm. Cặp đôi kể lại lần đầu tiên gặp nhau ở Bogota, Colombia. Tại hiện trường một vụ án mạng, Jane bị cảnh sát hỏi về căn cước công dân, bí mật giấu dao trên đùi, trong khi John cất khẩu súng to phía trước và súng bé ở sau. Cả hai nhìn thấy nhau, tâm linh tương thông, đóng giả một cặp tình nhân thoát khỏi sự tra hỏi. Với nhan sắc trời ban, họ nhanh chóng ra vào lưới tình và trở thành cặp đôi đẹp nhất Hollywood. Khi vào khu vui chơi, Jane bắn súng hơi dở ẹc, trong khi John bách phát bách trúng, cười kiểu đắc thắng ai là daddy nào. Cả khịa một chút thì vui, cả khịa nhiều chút thì ra đây để bố mày thể hiện cho mà xem này. Jane cũng khá là giỏi, khiến John cày giả phết, đồng thời cũng thích cô nhiều hơn. Bạn bè của họ thì nói rằng nhiều nhất là 6 tháng cả hai chia tay, thế mà hai người sống chung với nhau đến tận 6 năm, ấm êm, hạnh phúc, ít nhất là cho đến khi Jane diễn xiếc ở trong nhà. Và cả hai có những bí mật động trời luôn giấu kín trong tim. Một buổi tối nọ, Jane nhận được cuộc gọi, vội vã ra ngoài và đến một khách sạn đi tìm con cu mới mẻ ư? Có vẻ là như thế. Khi cô được đưa vào căn phòng bí mật với một kẻ nhà giàu, cứ tưởng hắn sẽ được tận hưởng dịch vụ đá trứng cút xúc bình xăng thì bất ngờ bị Jane bẻ cổ từ phía sau, chết tại chỗ. Đám vệ sĩ nghe tiếng động lạ, phá cửa lao vào, nhưng nữ sát thủ đã nhẹ nhàng dùng vòng trên túi sách tạo thành dây nhảy khỏi ban công đáp đất an toàn. Cùng lúc đó, John đến một sòng bạc ngầm, tiếp cận vệ sĩ, tiêu diệt tên cầm đầu theo mệnh lệnh được giao. Cả hai sau khi xong việc trở về nhà, không hề biết thân phận thực sự của nhau. Cho đến một đêm nọ, họ cùng nhận được cuộc gọi và đều nói sẽ đi công tác xa. Sáng hôm sau, John chuẩn bị hành lý trong một căn phòng bí mật chứa đầy vũ khí và tiền. Jane cũng mở lò vi sóng, nơi có những thứ tương tự với chồng. Thì ra, cả hai đều là siêu sát thủ làm việc cho các công ty giết người theo hợp đồng. Mục tiêu lần này của họ lại trùng nhau, là The Tank, aka Denzi, em trai Binzi, chỉ có thể tiêu diệt ở biên giới Mexico. Theo như kế hoạch, Jane đón đầu Denzi với hệ thống bẫy bom hàng hiệu, ung dung ngồi đợi mục tiêu, nhưng bất ngờ phát hiện một chiếc xe lạ tiến đến. Đương nhiên đó là John, người vô tư đánh dấu chủ quyền trên mặt đất, rồi vác ra một khẩu súng to như chim của người đăng ký The Reviewer, vui vẻ và người chơi điện tử, khiến Jane biết là có kẻ ngáng đường rồi. Cô lập tức tấn công, làm John ngã xuống, tất nhiên là không sao vì có áo chống đạn. Anh lồm cồm bò dậy, điên tiết xác định vị trí kẻ bán mình, nã pháo, khiến căn cứ của Jane vỡ tan là như thế đấy. Đúng lúc này, hệ thống bẫy bom cô đặt phát nổ, nhưng đám đen gì đã tránh được, tẩu thoát. John thì lấy ra viên đạn trên áo cùng với laptop của Jane đem về, trong khi cô lái xe chuẩn mất trở về tổ chức. Jane tức điên đòi tìm danh tính kẻ phá hỏng nhiệm vụ. Đúng lúc này, cô nhận được yêu cầu của sếp tổng, trong vòng 48 tiếng phải giết đối phương, nhưng không hề biết mục tiêu chính là chồng mình. Cùng lúc đó, John yêu cầu kiểm tra cái laptop, phát hiện địa chỉ IP thuộc căn hộ 5003, Lexington, New York. Thế là anh lập tức đến đó, bất ngờ khi thấy nó thuộc sở hữu của Jane Smith. Trong khi vợ anh xem lại đoạn video tên phá đám đáy bậy và phát hiện ra thằng em nhỏ của chồng mình. Biết được thân phận thực sự của nhau, John hẹn Jane về ăn cơm tối, sau đó về nhà với sự cảnh giác cao độ. Trái ngược với anh, cô vui vẻ mời chồng một ly rượu, nhưng John lại thấy chai vim nên đành nhờ Groot ở đây uống hộ. Cả hai cùng nhau ăn tối. Cả hai ăn tối với thái độ cực kỳ đề phòng và bắt đầu dò xét đối phương. Anh rót một ly rượu, giả vờ đánh rơi cái chai, nhưng Jane phản ứng quá nhanh, đỡ được. Thôi bỏ mẹ thôi. Biết không thể giấu thêm nữa, cả hai cuống cuồng lao đi. John lôi ra một khẩu lục, trong khi Jane thì tẩu vi thượng sách. Anh vội vã đuổi theo tìm vợ để giải thích, nhưng vấp ngã khiến khẩu súng cướp cò bắn thẳng vào xe Jane. Oh, nói. Jane nghĩ chồng cố tình bắn mình, điên tiết lao xe vào anh. John thì ra sức bám trụ trên nóc xe, phá kính lao vào trong định giải thích tiếp, nhưng nóc nhà lại lao ra ngoài khiến chiếc xe mất lái rồi gặp tai nạn. John chân người đầy gứt đi đến nhà bạn thân xóc lọ cho đỡ bực, còn Jane đi uống rượu giải sầu. Đấy, bảo chúng mày chia tay mà. Nghe lời kịch đẻo của bạn thân, cả hai đấu tranh tinh thần, lừa dối rằng mình ghét đối phương. Sáng hôm sau, Jane cùng hội chị em đi đánh ghen, chính xác hơn là trở lại nhà dọn dẹp những thiết bị của sát thủ. John thì chọn một anh hàng xóm may mắn, dụ hắn đi trước để đỡ đạn, tránh sự tấn công bất ngờ, để rồi điền tiết khi toàn bộ kho vũ khí của mình đã biến mất, không thể nuốt trôi cục tức. John âm thầm xâm nhập văn phòng của Jane bằng cách bỏ lồm ngổm trong ống thông gió và bị hệ thống báo động phát hiện. Anh cười nhẹ, nói với vợ rằng chỉ cần em chịu thua rồi rời đi, anh sẽ không giết em. Điều này khiến Jane điên tiết. Cô lập tức xỏ hết dữ liệu, ra lệnh cho cả nhóm sơ tán thông qua hệ thống móc được chuẩn bị từ trước, găm dây sang tòa nhà đối diện, đu sang trước sự ngỡ ngàng của John. Jane nhìn chồng cười nhẹ rồi rời đi. Từ một mảnh dữ liệu còn sót lại trong lò đốt, John tìm thấy nơi cần đến, một tòa nhà đang xây dựng. Anh đóng giả kỹ sư vào thang máy định tìm vợ, nhưng bất ngờ đối đầu với cô qua màn hình. Vì tình sở nghĩa cũ, Jane muốn chồng rời đi nếu không sẽ kích nổ quả bom trên dây cáp, biến thang máy của John thành cái quan tài hư. Anh bảo cứ tự nhiên, em sinh thế này chắc không thích làm quả phụ đâu, khó cứt chỉ mẻ bé vãi. 5, 4, goodbye John. Thang máy rơi xuống trong sự ngỡ ngàng của Jane. Bấm thật đấy à? Chiếc thang máy vỡ nát khiến cô không dám tin vào mắt mình. Nhưng bất ngờ chưa, John lại ngồi ở một khoảng khác. Thì ra, anh đã đắp lại hệ thống camera, và đây là một phép thử dành cho vợ. Tối hôm đó, Jane đến nhà hàng nơi John từng cầu hôn mình, đang rơi lệ vì hôm trước cổ vũ cho MU, thì bất ngờ John xuất hiện, nói muốn ly hôn,
Vì quá đau lòng khi thấy vợ nhẫn tâm giết mình, cả hai cùng nhau múa quạt lần cuối. John nhẹ nhàng vuốt dao của Jen đi, trong khi cô cũng làm điều ngược lại. Anh trách cô chỉ coi chồng là vỏ bọc trong công việc, nhưng Jen hoàn toàn phủ nhận, rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Một vụ nổ xảy ra, đánh lạc hướng giúp cô trốn khỏi nhà hàng. John lập tức lái xe đuổi theo, gọi cho Jen nói sẽ về nhà đốt cái xịp cô yêu thích. Thế là một cuộc đùa nổ ra giữa cả hai. John thú nhận rằng mình thực sự yêu Jen, trong khi cô cũng dối lòng là mình chỉ vì công việc. Hai người lao xe vào nhau ngay trước cửa nhà. Biết thế, người sửa tới mua cho cô cái xe máy. John chạy vào trong, cẩn thận ẩn nấp. Còn Jen thủ sẵn một khẩu súng, nắm chắc thế chủ động, cô truy tìm chồng. Trong khi anh lẻn đến nơi giấu quỹ đen, lôi ra khẩu đi rất ego chuẩn bị phản công. Hai người cứ ngồi kề kề, không có smoke nên bắn bừa, rồi bắt đầu giáp lá cả. Jen hai tay hái súng, xả đạn mãi nhưng mài mới trúng. Còn John nhấc dây dẫn ga, lừa vợ bắn vào, tạo một vụ nổ. Tôi khá chắc là hàng xóm của cái gia đình này bị điếc. Sau vụ nổ, John lao đến đè vợ vào tường, rồi cả hai quân thảo nhau, khiến Jen thở hổn hển trên mặt đất. Hai người liên tục trao đổi chiêu thức trên nền nhạc sôi động và đầy tình cảm, cho đến khi John bị đá vào chìm, rồi cả hai hướng súng vào nhau. Hai người đàn ông có phải dễ dàng hòa hơn không? Nhưng cuối cùng John hạ súng xuống, nói mình không thể ra tay. Cả hai trao gửi ánh mắt say đắm, rồi lao vào đánh nhau bằng mùi. John không dám bắn vợ bằng súng thật, nhưng có thể bắn cô bằng súng thịt, khiến Jen đê mê. Cả hai thỏa mãn nằm xuống, và nhận ra chỉ có vợ chồng mới thực sự mang lại hạnh phúc cho nhau. Rồi vui vẻ nhìn bãi chiến trường của tạo ra. Bỗng một quả bom khói được ném vào, bởi sát thủ do công ty phái đến để giết hai người. Cả hai cùng nhau xuống tầng hầm, chuẩn bị vũ khí đầy đủ, ăn ngay một quả nết, buộc phải lao ra ngoài trong khi ngôi nhà nổ tung. Nhìn thấy mái ấm của mình tan nát, cả hai thoát lên ô tô đến một nơi an toàn hơn. John và Jen cùng nhau thú nhận những bí mật, từ việc anh bị hồi nách đến việc cô nấu ăn như cứt. Nhưng cả hai vẫn chưa thể yên tâm vì vẫn có một đám theo sau. Chúng bắt đầu nã đạn, buộc Jen phải lái xe, còn John thì bắn trả. Khi xe của đám người xấu áp sát, anh lấy gậy gồn gõ bong rồi bật nết, khiến xe đằng sau nổ tung. Sau một pha phối hợp đẹp mắt, họ quét sạch đối phương, băng băng tiến thắng về nhà chính. Ôi, lờ nhiều quá rồi. Hai người sau đó đến gặp bạn của John, nhận được lời khuyên nếu muốn sống sót thì phải tìm hiểu xem công ty cần gì. Ngay lập tức, cả hai tìm kiếm The Tank, kẻ mà họ được yêu cầu giết khi xưa, đang được bảo vệ khá nghiêm ngặt. John imposter hóa, chui cống để xâm nhập, trong khi Jen cảnh giới bên ngoài. Anh tấn công thẳng vào nơi giam giữ, thành công bắt được Dan, sau đó tra khảo hắn, phát hiện ra bản chất của vấn đề. Thì ra, hai công ty của họ vốn luôn đối đầu với nhau, và cũng biết quan hệ của John và Jen, nên lấy Denzi là mồi nhử để hai người giết lẫn nhau. Lúc này, John phát hiện ra máy phát tín hiệu trong thắt lưng của Denzi, nghĩa là đám sát thủ đang đến. Hai vợ chồng kịp thời trốn dưới cống, và đúng lúc này thì John quyết con mẹ nó định là không trốn chạy nữa và sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Hai người khoác lên những bộ vest đẹp nhất, dùng những kỹ năng điêu luyện, phi dao tiêu diệt kẻ thù. What the fuck bro? Đám lính kéo đến ngày càng đông, nhưng thuận vợ thuận chồng dần bê tông còn sập. Giảm ba cái thằng liều tiểu. Jen sử dụng súng ngắm trong khi John linh hoạt tấn công. Cô bị trúng đạn, buộc phải để chồng đỡ đến chỗ súng máy, xả đạn vào lũ khốn nạn, nhưng cũng ăn vô số viên. May là vẫn có áo chống đạn. Họ nhìn nhau đắm đuối lần cuối, trao gửi yêu thương rồi lao ra ngoài sẵn sàng thử chiến. Cuối cùng, cả hai quét sạch đối phương và trở lại hiện tại. Nhận được lời khen của tôi rằng phim này giải trí phết, và sau đó hai người yêu nhau say đắm, nguyện thề sẽ bên nhau mãi mãi cho đến lúc ly hôn. Và đó là ông bà Smith, siêu phẩm điện ảnh của Holy Shit. Tôi là Vui Vẻ. Đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.